Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là chủ nhật ha, ngày 21 tháng 3 2021. Mình có một số danh nguồn. Bữa thứ sáu mình quên đăng lên ha. Bữa nay mình đăng lên cho các bạn coi, ai coi cái nào vừa ý mình xài thì mình chốt hàng ha. Tại vì đúng ra là cái clip mình là quay hôm thứ bảy, nhưng mà thứ bảy có nhà có công chuyện ha, lu bu, mình quay trước một ngày là thứ sáu, lu bu quá là quên đăng mấy cái dây nguồn luôn. Bữa nay mình đăng lại đó, mong tất cả các bạn thông cảm ha. Rồi bây giờ mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Trước hết mình xin giới thiệu một sợi dây nguồn nè, dây số 1 ha, dây 7A, 5m, 5m ha, 60.000 đó, 60.000 dây 7A, dây 3 loại nha. Rồi tiếp theo dây số 2, số 2 là dây 2 loại 12A, 4m2 đó, 12A 75.000 ha. Rồi số 3, số 3 nó còn là dây 2 loại 12A luôn, 12A là 4m8 và 4m9 ha, hai sợi ha, 12A dây hai loại 150.000 ha. Rồi số 4, số 4 là dây ba loại ha, 12A nó gồm có hai sợi là 4m7, hai sợi 4m7 ha, 12A 180.000 ha. Rồi combo số 5, số 5 cũng là dây 3 loại ha, 2 sợi 4m9 và 5m ha, 12A 190.000, 2 sợi ha. Số 6, số 6 cũng gồm có 2 sợi 12 và 15A đó, 150.000 ha, 4m1, 2 sợi 4m1 ha, một sợi 12A và một sợi 15A nha, 150.000 hai sợi. Rồi số 7, số 7 thì cũng gồm có hai sợi 14A và 15A, 3m2 và 4m2, 150.000 luôn ha, hai sợi ha. Số 8 ha, số 8 là hai sợi 15A, 4m7, 4m5, 4m5 và 4m7 ha, hai sợi 15A, dây 3 loại 195.000 ha. Rồi số 9 là một sợi 12A 6m1, 120.000 ha. Số 10, một sợi 12A 6m9, 140.000. Số 11 là một sợi 12A 7m6, 160.000. Xếp theo thứ tự nha, số mấy nha. Rồi số 12 gồm có một sợi 12A 8m1, 150.000. Mấy này là toàn bộ dây 3 loại hết nha. Rồi số 13 là 12A 8m6, 165.000. Rồi mình chỉ có 13 combo dây đó. Các bạn coi cái nào vừa mình xài thì chốt hàng ha. Rồi xin chào tất cả các bạn. Rồi clip mình là chỉ có bữa nay là đăng có 13 combo dây nguồn thôi ha. Rồi chào tất cả các bạn.